Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 24 tháng 5. Phải không? Phải 24 không? Dạ. Năm 2015, chúng ta đang ở tại Chùa Hải Đức, tại thành phố Regina, Canada, để kính mừng ngày lễ Đức Phật Đản sinh. Và như thông báo, năm nay cũng là năm kỷ niệm Chùa Hải Đức tròn 25 tuổi. Và năm nay cũng là kỷ niệm 130 năm Ngày lá cờ Phật giáo được thành lập và được trình bày tại nước Tích Lan. Và lá cờ đã được chấp nhận bởi Phật giáo Tích Lan vào năm 1885. Đến năm 1950 thì lá cờ này được chính thức chấp nhận tại các nước Phật giáo, và trong đó có nước Việt Nam mình. Và ngày nay lá cờ này đã được các chùa trên thế giới sử dụng như một lá cờ của Phật giáo. Và đặc biệt Phật giáo Việt Nam chúng ta có một bài hát riêng nói về cái sự thống nhất của đạo Phật tại đất nước Việt Nam. Và bài đó được nhạc sĩ Lê Cao Phan viết, và bây giờ chúng ta thường hay hát đó: Phật giáo Việt Nam thống nhất Bắc Nam Trung từ nay. Và lá cờ đó tượng trưng cho 5 màu hào quang của Phật. Lá cờ đó tượng trưng cho 5 giới căn bản của đạo Phật. Lá cờ đó tượng trưng cho ngũ căn ngũ lực của người hành giả thực tập theo đạo Phật. Lá cờ đó tượng trưng cho 5 châu. Nếu 5 châu này áp dụng ngũ giới, không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không nói dối lường gạt, không rượu chè cờ bạc, thì quả thật là bản thân an lạc, hạnh phúc, đạo đức đầy đủ và một người Phật, một nhân cách tròn đầy. Thì nếu như 5 giới này được áp dụng khắp 5 châu thì quả là một hạnh phúc cao thượng. Cho nên quý vị thấy lá cờ có 5 màu: xanh, vàng, đỏ, trắng, cam. Và cái đuôi của lá cờ là 5 màu đó tượng trưng cho sự tổng hợp, cho sự hợp nhất. Chỉ cần chúng ta giữ một giới thì 4 giới kia nó thành. Chỉ cần chúng ta sử dụng được một cái pháp lành thì muôn pháp lành nó sanh. Thì đó, năm nay đặc biệt là 130 năm kỷ niệm lá cờ Phật giáo, 25 năm kỷ niệm Chùa Hải Đức. Vậy thì Chùa Hải Đức được thành lập, được sự khuyến tấn của Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Nghị. Nếu không có Ngài tiên phong khuyến tấn thì chúng ta không có ngôi chùa này. Vì vậy, mỗi khi chúng ta đến một cái ngày kỷ niệm thì chúng ta tưởng niệm đến các bậc tiền bối hữu công, những người đã dày công xây dựng. Cái thời đó còn thiếu ăn, thiếu mặc, vật chất thiếu thốn, nhưng các vị đã không quản ngại dành dụm để chúng đóng góp. Và ngày nay chúng ta thừa hưởng thì chưa đủ, mà chúng ta phải tiếp tục duy trì. Đó là cái đẹp trong cách sống. Giống như chúng ta thừa hưởng của tổ tiên thì không phải hưởng chấm hết, mà chúng ta phải phát triển, duy trì để các gia tài của tổ tiên không có mất. Đạo Phật gọi như vậy, gọi là vô tận đăng. Và trước khi chúng ta bắt đầu buổi nói chuyện, chúng ta hãy nhớ đến cái người mà đã sáng lập ra lá cờ này, là một ông Phật tử người Mỹ. Ông sanh tại New Jersey. Khi ông qua nước Tích Lan học Phật, và sau đó ông thấm nhuần, và ông đã tự tạo ra cái lá cờ này, và ông đem tới nước Tích Lan, ông trình bày, được Phật giáo Tích Lan chấp nhận. Và lá cờ này ngày nay được sử dụng như lá cờ Phật giáo khắp nơi. Năm nay chúng ta kỷ niệm Chùa Hải Đức 25 năm. Đặc biệt năm nay chúng ta cũng hướng về Nepal, nơi mà 2.639 năm về trước là một thành Ca Tỳ La Vệ phồn thịnh. Đức Phật của chúng ta đã sinh tại thành Ca Tỳ La Vệ. Ngày nay đất nước này được gọi là Nepal. Cuối tháng 4 động đất 2 lần. Một lần vào 25 tháng 4, một lần vào ngày 12 tháng 5. Cách đó chỉ có không xa mà 2 lần động đất. Hàng ngàn người chết, hàng triệu người bây giờ đang lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Mỗi lần lễ chúng ta tạo một cái vườn cảnh Lâm Tỳ Ni giống như chúng ta đang làm ở đây, để chúng ta tưởng nhớ đến cái hình ảnh của một vị thái tử đã sinh ra tại cái vườn đó. Và ngày nay thánh địa Lâm Tỳ Ni vẫn còn tồn tại ở tại Nepal. Mỗi khi Phật tử đi hành hương về Ấn Độ thì cái thánh tích Lâm Tỳ Ni không thể thiếu. Bởi người Phật tử có 4 thánh địa mà nếu trong đời này có duyên để đi thăm cũng là cái phước của mình. Đó là vườn Lâm Tỳ Ni, nơi Đức Phật đản sinh, nơi Đức Phật thành đạo, đó là Bồ Đề Đạo Tràng. Nơi Đức Phật nói Pháp lần đầu, đó là vườn Lộc Uyển. Nơi Đức Phật niết bàn, tức là Đức Phật mất, tại rừng sông Thọ Sa La, ở tại Kushinaga. Đó là 4 thánh địa căn bản. Ngoài ra còn rất nhiều chỗ khác, như là tịnh xá Trúc Lâm, tịnh xá Kỳ Viên, núi Linh Thú, vân vân. Những thánh tích đó bây giờ vẫn còn. Và 4 cái nơi mà căn bản và kỷ niệm để chúng ta còn tưởng nhớ đến Đức Phật, đó là 4 nơi Pháp Hòa vừa kể. Hôm nay bằng tất cả những cái ngày lễ trọng đại đó, nó cùng xảy ra trong một ngày hôm nay. Và tất cả chúng ta hãy chắp tay thành kính niệm danh hiệu Đức Bổn Sư 3 lần. Trước hết là để kính mừng ngày Đức Phật đản sinh cách đây hơn 2.600 năm. Kế đến là chúng ta mừng lá cờ Phật giáo được 130 năm. Chúng ta mừng chùa Hải Đức tròn 25 tuổi. Chúng ta nghĩ đến Hòa Thượng Khai Sơn. Ngày nay, Ngài đang lâm bệnh. Chúng ta tưởng nhớ đến các bậc tiền bối hữu công, những Phật tử ở vùng này đã đóng góp. Những người còn, những người mất, âm dương đều được lưỡng lợi. Và chúng ta tự phát nguyện là mỗi người chúng ta sẽ là một ngọn đèn để tiếp nối ánh sáng của các bậc tổ sư của chúng ta, để làm cho ánh sáng Phật Pháp tiếp tục mãi mãi ở đất nước mà chúng ta đang định cư, gửi thân ở nơi này. Mong đại chúng hãy cùng nghĩ nhớ đến và cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay đại chúng có khỏe không? Thưa đại chúng, hôm nay chùa Hải Đức kỷ niệm ngày Phật đản và kỷ niệm chùa 25 năm. Quý vị thấy năm nay vườn Lâm Tỳ Ni hoành tráng hơn mọi năm. Và chẳng những hoành tráng mà nó còn thêm chữ là ấn tượng nữa. Thưa đại chúng, khi mà chúng ta cúng Phật á, chúng ta có 6 thứ để cúng. Một là hương, 2 là hoa, 3 là đèn, 4 là nước, 5 là trái cây, 6 là cơm trắng. 6 cái món đó chúng ta thường gọi là 6 phẩm vật để cúng dường. Bây giờ quý vị nhìn lên bàn Phật đâu có thiếu mấy cái đó phải không? À, còn ví dụ mình xào mì chiên chả giò đem lên đó là dư nha. Đó là từ tâm mình muốn thôi. Chứ còn tại vì mình ăn được chả giò thì mình thích chả giò mình cúng Phật, chứ còn căn bản là chén cơm trắng. Cho nên ở chùa Việt Nam chúng ta mỗi ngày đều cúng dường cho Phật một chén cơm. Ngày nay ở tại Bồ Đề Đạo Tràng đó, nơi Đức Phật thành đạo đó, đến bây giờ chư tăng ở đó vẫn giữ cái lễ là mỗi buổi trưa cúng cho Phật một chén sữa. Bởi vì kỷ niệm là khi Đức Phật tu 6 năm khổ hạnh thì Ngài xỉu, và được một cô thiếu nữ tên là Tu Xà Đề, một cô thôn nữ ở vùng đó, thấy một ông đạo sĩ tu bị xỉu, cho nên cô mới đem bát sữa đến cô dâng cho vị tu sĩ đó. Và vị tu sĩ đó nhờ chén sữa mà tỉnh. Và cũng chính chén sữa đó đã làm cho người tu sĩ đó tỉnh giác rằng chúng ta tu không thể hành thân ép xác, mà chúng ta phải giữ cái trung bình, đói ăn mệt nghỉ để chúng ta giữ được cái thân mạng để tu. Và cũng may là trong lúc đó có một đoàn hát đi ngang. Người ta căng cái dây đàn thẳng quá, dây đàn đứt. Người ta dùng cái dây đàn đánh không kêu, mà người ta căng cái dây đàn vừa chừng thì dây đàn kêu hay. Vị tu sĩ đó đã học được bài học đời sống như dây đàn. Nếu chúng ta quá cung phụng xa hoa thì chúng ta chỉ mất thời gian lo cái đó mà không thời gian tu niệm. Nếu chúng ta hành thân ép xác thì chúng ta sẽ bị bệnh tật, kiệt quệ, không đủ sức khỏe, trí tuệ để tiến tu. Chỉ bằng chúng ta giữ trung bình vừa chừng, ăn cho vừa đủ để giữ sức khỏe để tu. Đó là giáo lý trung đạo của nhà Phật. Hôm nay á, chúng ta vẫn tiếp tục giữ cái lễ dâng 6 món vật này lên cúng dường. Và hôm nay vì thấy cái vườn Lâm Tỳ Ni nhiều đèn đẹp, cho nên Pháp Hòa trích lễ phẩm ra nói thôi, tức là nói về ý nghĩa cúng đèn. Như hồi nãy Pháp Hòa thưa đó, chúng ta có 6 cái vật để chúng ta cúng dường, thì trong đó có đèn. Và tại sao chúng ta cúng đèn? Bởi vì đèn là tượng trưng cho ánh sáng. Nơi nào tối tăm, đau khổ, mà nếu giống như đời sống của chúng ta, tối tăm, đau khổ, chướng duyên, đủ thứ, thì chúng ta phải hiểu rằng do chúng ta thiếu phước. Bởi vì thiếu phước cho nên những cái phước lành nó không có hội đủ. Cũng giống như một thân thể không khỏe thì ăn cái gì vô nó cũng không tiếp nhận được. Cũng như thế, một con người thiếu phước thì phước nó có đến nó cũng dội. Bởi vì giống như cơ thể không khỏe thì bây giờ có ăn đồ bổ thì xin lỗi nó cũng ra hết, bởi vì cơ thể gốc của nó đã không khỏe. Thì chính bản thân mỗi người chúng ta, làm sao để chúng ta có cái cội phước, cái gốc phước để chúng ta tiếp nhận những cái phước đó. Ví dụ như người ta cho mình một dĩa bánh tét thiệt là ngon, nhưng mà không khỏe, ăn không được. Người ta cho chén yến, ly nhung thiệt ngon, ăn không được, uống không được. Cũng như thế. Cho nên cái gốc vẫn là cái phước. Chúng ta phải tu phước. Tu phước đây là chúng ta phải thực tập, nhẫn nhục, khiêm cung để nó tạo ra cái phước, cái đức cho mình. Thì cõi đời tối tăm thì chúng ta cần tu nhân tích phước. Như một cái nơi tối tăm, đem ngọn đèn đến thì tối tăm nó mất, đèn nó sáng. Đèn còn tượng trưng cho nhẫn nhục, tu tiến. Bởi vì nếu mà ngọn lửa sân nó nổi lên, nó cũng rực lắm á. Quý vị nhìn những người mà người ta sân giận á, nó cũng rực lửa lắm á. Bắt đầu mặt đỏ, mắt trợn, tai run, răng nghiến, nhưng mà lời nó rất đanh thép. Đó là cái lực. Hôm qua mình học về lực á. Cái lực của người sân, họ sân như thế nào, trong tâm họ như thế nào, nó phát cái lực ra như vậy. Nhưng nếu người có tu tập, chuyển cái lực sân đó, chuyển cái lửa sân đó thành cái ngọn đèn trí tuệ vô tận. sân quá, người ta kêu nó giận quá thì mất khôn, ăn no quá mất ngon. Cái người ta nhận ra cái đó, cái ta kiếm chỗ ta ngồi. Ta ngồi người ta thở để cho cái lửa nó giảm xuống, bắt đầu chuyển. Nói một lời này là gia đình đổ vỡ nè. Mà cái nơi chốn này không phải chỗ để mình nói cái chuyện này nè. Thôi đừng có nói. Bởi vì khi mình muốn nói mình phải quán chiếu chứ. Quán chiếu là cái chỗ này có đúng chỗ để mình nói không? Người này có đúng cái cơ để mình nói không? Có nhiều khi người ta không phải cơ để mình nói, người ta quất ngược lại, anh là gì mà anh xen vô chuyện tôi cái quê. Thằng nữ ra phải quán chiếu để nói. Cho nên ngọn đèn còn tượng, nước là tượng trưng cho thanh tịnh, cũng nhẫn nhục rồi. Nhưng mà đèn cũng có nghĩa là nhẫn nhục, bởi vì chuyển cái lửa sân. Bởi vì thường thường chúng sanh ta lửa sân nhiều hơn lửa trí. Bởi vì mình sống ở thế gian mà, lửa tham, lửa sân, lửa si nhiều hơn lửa trí tuệ. Tại sao? Bởi vì hàng ngày chúng ta tiếp xúc với chúng sanh có tham, có sân, có si. Còn chúng ta tiếp xúc với người trí rất ít. Và chính vì vậy cho nên người Phật tử hàng ngày, mỗi ngày đi làm về, mình tiếp xúc với cái nơi mà có tham, có sân, có si. Rồi về nhà nhớ kiếm cách ngồi 5 phút, 10 phút tụng thời kinh, niệm Phật hay là ngồi thiền, để lấy cái lửa trí soi rọi, làm dịu cái lửa sân. Cho nên đèn á, tượng trưng cho trí tuệ, đèn tượng trưng cho nhẫn nhục. Và khi chúng ta cúng đèn nó có hai loại. Đèn mà để thắp khi tụng kinh lễ Phật thôi, chẳng hạn như hai ngọn hai bên, thắp khi nào có lễ mới thắp, tụng kinh thắp. Nhưng mà có một loại đèn chúng ta để hoài không tắt, đó gọi là trường minh đăng. Lễ bái đăng tức là khi nào chúng ta tụng kinh chúng ta thắp. Còn có cái đèn chúng ta để trên bàn thờ mà năm này qua tháng kia có không? Ngày xưa đèn không có điện, đèn thắp bằng dầu. Mà cái đèn ở trong nhà chùa thường thắp là bằng dầu ăn chứ không phải là dầu lửa. Giống như ngày nay các chùa người Hoa người ta vẫn giữ cái lễ đó, người ta thắp cái đèn bằng dầu ăn, bằng dầu phụng, dầu cải. Đèn có hai loại. Và sau này người ta còn dùng đèn á, như một loại đèn lồng. Quý vị biết cái đèn lồng đó, tức là cái lồng đèn á. Mà ngày xưa á, là không, trước kia là không có cái lồng đó. Thì một hôm á, chư tăng tập hợp tụng giới vào cái mùa hè, thì thắp đèn lên thì con này con kia nó bay vô, nó chết trong cái ngọn đèn đó. Thì Đức Phật thấy như vậy cho nên Đức Phật dặn chư tăng là đi chế một cái loại chụp. Thì ngày xưa người ta đâu có biết cách đâu, thì người ta mới làm ra, có khi người ta làm một cái sườn, người ta lấy giấy, người ta bao xung quanh, làm cái lồng để chụp vô. Thứ nhất là để cản gió, thứ hai là để cho con trùng, con này con kia nó không có bay vào, nó chết. Và từ đó trong chùa bắt đầu xài đèn lồng. Mới đầu đèn lồng để trên bàn, rồi từ từ ra những cái đèn lồng treo. Như vậy thì cái treo cái đèn lồng đó nó có từ thời Phật. Rồi có khi chư tăng thắp đèn lên tụng kinh theo lời Phật dạy, mỗi tối tập hợp tụng kinh. Thì có một hôm có một thầy trẻ đang ngồi tụng kinh, ông thấy con rắn, ông la làng lên. Thì chư tăng hoảng hồn, nhảy dựng hết. Từ đó Phật mới dặn là thắp cây đèn trên cao và chụp cái lồng vô để cho nó sáng vừa chừng, để mỗi người có thể đủ tụng kinh và thấy rõ, để đừng có la làng la xóm làm mất trật tự trong chúng, thí dụ vậy. Thì thưa đại chúng, cái công đức mà chúng ta gọi là cái đèn lồng đó, tiếng Hán gọi là đăng lung hay là đăng lô. Và ở trong kinh nói người thắp đèn có 10 công đức. Thứ nhất là người đó con có sáng mắt. Mắt sáng, tức là cũng cận đó, nhưng mà cận trễ hơn ta một chút. Không có phải tốn tiền mua kiến lúc sớm. Thứ hai là được pháp lành. Tại sao được pháp lành? Bởi vì khi mình thắp đèn, tức là mình đem cái ánh sáng cho người, thì cái công đức là mình đi đâu mình cũng gặp được những cái điều hay, điều tốt, gọi là được pháp lành. Công đức thứ ba là trừ cái tối tâm. Thí dụ người ta mình thấy cái gì đó, mình nhận biết cái đó. Cái công đức thứ tư là được trí tuệ. Công đức thứ năm là được, dù mình trôi lăn trong thế gian nhưng mình cũng không mê mờ. Ví dụ như mình sống ở trong một cái cảnh mà người ta ăn chơi quá đờn, quá chừng, nhưng mà mình vẫn sáng suốt nhận biết cái nào đúng, cái nào không đúng để mình không theo. Dù người ta có chiêu dụ nhưng mình vẫn tự biết bản thân mình mà mình không theo. Chứ không thôi là mình dễ bị dụ. Người ta nói gì cái mình nghe cũng êm tai mình chạy theo à. Thí dụ người ta rủ mình hút một điếu thuốc, mình nói thôi tôi lúc này cai rồi. Cái nói trời ơi có một điếu chứ có sao, thôi làm điếu chơi cho vui. Nhưng mà tập riết làm điếu nó liều một đám. Thí dụ vậy đó. Trôi lăn trong thế gian mà vẫn không mê mờ. Công đức thứ sáu là được phước báo. Công đức thứ bảy là sanh ở cõi trời. Cõi trời đây có hai ý. Một là cái cõi trời mà khi chúng ta thân hoại mạng chung chúng ta sanh. Và cái thứ nữa là cõi trời là gì? Chúng ta luôn luôn sống ở trong hoàn cảnh tốt. Ví dụ như mình đang sống đây có phải một hình thức của cõi trời không? Hình thức của cõi trời. Ăn uống, quần áo, thức ăn, nói chung là đời sống chúng ta tốt. Thứ tám là được niết bàn. Niết bàn là gì? Tức là sự tĩnh lặng của nội tâm. Cái thứ chín là như chúng ta sống như ngọn đèn soi sáng cho người. Pháp Hòa ví dụ như á, có những người ta sống mà luôn luôn người ta làm một cái bài học cho người khác. Người khác muốn nhìn vào cái người đó tự nhiên ta học hỏi ở nơi người đó rất nhiều. Không biết đại chúng có từng cảm nhận cái đó không? Có những người mình gần họ, mình học hỏi được với họ rất nhiều. Và chính bản thân mình sống, mình cũng là một tấm gương cho người khác. Cho nên nếu mà người mà sống mà có cái đạo, có cái hạnh, tự nhiên người đó là ngọn đèn cho những người khác, người ta nương vào. Và cái cuối cùng là biết phân biệt được cái xấu ác, cái thiện, cái xấu, cái ác vân vân. Thì đó là 10 công đức để chúng ta gọi là chúng ta cúng dường đèn. Mà trong Phật Pháp á, hay lấy Phật Pháp như ngọn đèn. Thí dụ như nói, đời con tâm tối, nhờ giáo Pháp sáng soi. Tức là cuộc đời của con tối tâm, nhưng mà nhờ có giáo Pháp cho nên bây giờ con rõ đường đi. Con biết được cái gì con cần làm. Có nhiều khi mình sống, mình chấp. Chấp là sao? Dính mắc. Cái đó mình không buông được. Mặc dù mình biết, miệng mình nói, thôi, trăng tròn còn khuyết. Trăng có lúc tròn lúc khuyết, bèo có lúc tụ lúc tan. Người có hợp có tan, mà người kia tan mình không chịu. Mình khuyên người ta vậy, mình gặp người ta mình nói thôi chấp nhận đi, phải không? Đời có đến có đi, mà người kia đến với mình rồi đi mình không chịu, là mình vướng. Nhưng mà khi mình hiểu ra rồi á, Đức Phật dạy cõi đời là vô thường. Thậm chí cái thánh địa Lâm Tỳ Ni mà bây giờ chúng ta nói ở bên nước Nepal đó, động đất kỳ này thánh địa không bị gì hết, nhưng đâu có nghĩa là nó tồn tại mãi mãi, phải không? Thời gian rồi nó cũng xói mòn. Cho nên nếu chúng ta hiểu được cái đó thì chúng ta thứ nhất là không nói rằng thánh địa là trường tồn bất biến, và nếu lỡ một ngày nó có tan biến chúng ta vẫn không đau khổ, bất quá chúng ta buồn thoáng bởi vì thánh địa không còn. Như ở bên nước Afghanistan, A Phú Hãng, cách đây mười mấy năm, bị những cái người mà quá khích đó, người ta dùng lựu đạn, người ta giật nổ những tượng Phật mà có hàng ngàn năm ở tại đất nước của họ. Thì báo chí họ đến họ phỏng vấn, họ hỏi Pháp Hòa chứ thầy có nóng giận, tức tối khi thầy nghe được những tin tức đó không? Thì Pháp Hòa nói rằng tôi không có nóng giận tức tối, tôi chỉ buồn. Buồn là người ta có cái văn hóa đẹp mà người ta không biết giữ. Và tôi biết rằng một đó là vật vô thường. Thế nào rồi nó cũng sẽ tan hủy, nhưng nó tan hủy với thiên nhiên thì chúng tôi dễ chấp nhận hơn là nó tan hủy bằng chính bàn tay con người tự phá nó uổng thôi. Khi mình hiểu ra được cái đạo lý sống thì tự nhiên Phật Pháp là ngọn đèn soi sáng cho mình. Pháp Hòa nói ví dụ như trong cuộc đời của chúng ta, khi chúng ta gặp người nào đó, mình thương, mình kết, Nhưng đâu có nghĩa là tình cảm nó bất biến. Nếu người khác họ thấy người khác bây giờ hay hơn mình, đẹp hơn mình, giỏi hơn mình, dễ thương hơn mình thì người ta thay đổi thôi. Mình hiểu á, thôi bây giờ mình chấp nhận mọi sự. Nếu hai người gặp nhau là duyên, mà sống chung với nhau mới biết là nợ. Bởi duyên nó đi với nợ. Còn nếu mà họ không sống chung với nhau, gặp nhau là thoáng qua, chỉ là duyên thôi. Còn sống với nhau là bắt đầu đền trả cho nhau. Thử thời bây giờ người kia lúc nào cũng cung phụng người nọ, mà người nọ không cung phụng lại, nó cũng có sự trách móc chứ. Sao mà không trách được? Tôi làm quá trời mà ông làm gì hết. Có nhiều khi sống càng lâu, tại sao tôi cắt cỏ ông không lau nhà? Cũng nghĩa là cũng phải có sự sanh nạnh chứ. Đâu phải tình cảm đâu. Nghe mặc dù thương nhau, tình cảm chia sẻ, nhưng mà sống lâu ngày rồi thì những cái sự bực tức nó cũng sanh. Bằng cách là đó, quý vị để ý, tôi nấu cơm mà ông phải rửa chén chứ. Chứ đâu có ai mà dạy gì nó, thôi anh cứ ngồi chơi xơi nước được rồi, để mọi việc em lo. Hình như lúc đó mới quen á. Mới quen vậy đó. Thật mình hiểu. Khi mình hiểu được cái chân lý, khi mình hiểu được cái chân lý thì nó sáng soi. Cho nên nhà Phật thường hay dùng cái giáo lý gì, cái phương pháp nào mà nó sáng soi được cho mình thoát được khổ thì cái con đường đó được gọi là ngọn đèn. Có nhiều Phật tử viết thư: cuộc đời của con đau khổ bao nhiêu năm nay, nhưng mà nhờ cái lời giảng của quý thầy mà chúng con tỏ rõ được con đường mình phải đi và mình phải làm gì đó. Thì những lời dạy giống như mình làm toán, chờ cái chỗ đó mình bế tắc, mình không biết làm sao, mà chỉ cần người ta tới, ta chỉ cho mình một cái nhỏ thôi, thông ra liền, sáng ra liền, mình giải ra liền được cái chỗ đó. Thành thử ra cái gì mà nó cao quý, nó hướng dẫn được cho mình thì cái đó gọi là đèn, là đăng. Thì cái ngọn đèn Phật Pháp chúng ta gọi là Pháp Đăng. Mà trong nhà Phật hay lấy cái đèn để làm biểu tượng truyền thừa. Thí dụ như bây giờ Pháp Hòa có đệ tử, mà mình tâm đắc với người đệ tử đó và muốn người đệ tử đó phải tiếp nối cái ngọn đèn mà mình đã thắp lên, cái đường, cái con đường mình đã đi, thì lấy cái đèn làm biểu tượng. Thì cái lễ mà truyền, cái lễ đó, đó gọi là truyền đăng. Tức là lấy cái đèn cầm lên và nói với người đệ tử. Phật Pháp được truyền thừa từ Phật Tổ xuống tới Thầy. Ngày nay Thầy lấy cái ngọn đèn này, Thầy truyền lại cho con và mong con tiếp nối cái ngọn đèn này. Thì cái lễ truyền cái Phật Pháp cho người đệ tử đó, để ấn chứng và nhắn nhủ, gửi gắm với người đệ tử đó, trong nhà Phật chúng ta gọi là truyền đăng. Bởi vì lấy Phật Pháp làm ngọn đèn. Cái gì nó sáng soi được cho đời tăm tối mình thì đó là đèn thôi. Lấy cái đó truyền. Rồi Phật Pháp mà truyền đời này tới đời khác thì gọi là tục đăng. Tục là gì? Là tiếp tục, tiếp nối. Cho nên ở trong gia đình Phật tử á, nó có một cái lễ gọi là truyền đăng tục diệm. Tìm truyền đăng tục diệm là sao? Truyền đăng tức là mồi đèn. Mồi đèn nối lửa, làm cho cái ánh sáng đó nó rực rỡ không bao giờ tắt. Trong gia đình Phật tử có cái lễ đó. Người ta tổ chức là những người huynh trưởng đã thuần thục, học hỏi đầy đủ, thì làm một cái lễ, thì thỉnh chư Tăng tới mồi một ngọn đèn từ ở bàn Phật xuống. Rồi chư Tăng đi xuống truyền cho một huynh trưởng lớn. Huynh trưởng lớn xoay xuống, truyền xuống cho đàn em của mình. Cứ như thế mà truyền. Thì cái lễ đó gọi là lễ truyền đăng tục diệm. Và làm sao cho cái ngọn đèn đó duy trì không tắt, nhà Phật chúng ta gọi là vô tận đăng. Vô tận đăng tức là ngọn đèn không bao giờ chấm dứt. Thế thì mỗi người chúng ta cũng là một ngọn đèn. Ví dụ như là thời của bác Diệu Sáng, bác Diệu Thảo, bác Minh Kính, chú Nguyên Thạnh, cô Diệu Tuấn rồi, thí dụ vậy, bác Giác An rồi. Những vị đó là những ngọn đèn tiếp nối từ tổ sư của mình từ Việt Nam qua. Rồi cái thế hệ thứ hai của quý vị minh này minh kia, hải này hải nọ gì đó, không? Đó là những người tiếp tục. Nhưng mà nhớ là bổn phận của mình là tiếp lửa nữa nha, chứ đừng có sắp sửa nó thấy nó leo lét thổi luôn đi, chứ để gì mất công nguy hiểm lắm. Cho nên bây giờ mình phải đào tạo. Như vậy thì cái ngọn đèn đó không chấm dứt thì gọi là vô tận đăng. Quý vị hiểu ý và nói vậy. Thành thử ra đó, Phật dạy nơi nào mà tối tâm đem ánh sáng tới, tối tâm hết. Tâm hồn của mình khổ đau, nếu có ngọn đèn Phật Pháp soi rọi thì tức khắc chúng ta sẽ giải khổ. Pháp Hòa ví dụ như đi bác sĩ nói mình có bệnh, thay vì mình đau khổ, trời ơi sao tôi ăn kỹ quá mà vẫn bệnh. Có nhiều khi kỹ quá nó cũng bệnh, tại vì kỹ quá không có vi trùng nào, không có chỗ đề kháng. Con vi trùng nhỏ nhỏ vô nó cũng ngồi chơi được với mình. Nhưng mình hiểu, có thân là có bệnh, đó là một sự thật. Bình thường nói thôi, sanh lão bệnh tử. Vậy thì tại sao bây giờ mình bệnh mình không chấp nhận, mà người chấp nhận bệnh xong rồi uống thuốc để hết bệnh hay là giảm bệnh, chứ không có khổ ngồi than trời trách đất. Có thân thì phải có bệnh. Mà bây giờ thử thời mình nói coi, thoa đủ loại kem hết mà nó nhăn, nó vẫn nhăn. Kem nào mắc tiền cũng mua hết, không ngại tiền bạc, wow, nhưng mà nó vẫn nhăn. Rồi bây giờ tóc nè, nhuộm đủ kiểu màu đỏ, màu xanh, màu vàng, mà thủy chung gốc nó vẫn là gốc bạc. Cái đó là chân lý, là thực tế mà. Thôi bây giờ cái ngọn đèn Phật Pháp soi tới cho mình, thôi phải chấp nhận. Đừng có rầu, rầu nó mau bạc nữa, rầu nó càng mau già. Chấp nhận già rồi thì nó sẽ vui hưởng với tuổi già, sống lâu, lâu già. Còn rầu quá, trời ơi sao da tôi mau nhăn, càng rầu càng nhăn. Bởi vì nội cái chữ rầu thôi là nghe nó xuống rồi. Quý vị nghe chữ rầu là thấy ai mà rầu mà nhăn răng cười đâu, rầu phải rụ xuống. Thành thử ra cái sự chấp nhận và biết nó như vậy thì sống, cái bản chất của cuộc sống là gì? Là khổ. Bản chất của đời sống là khổ. Mà tại sao khổ? Vì chúng ta không chấp nhận nó cho nên chúng ta khổ. Bởi vì bản chất nó là già, là bệnh, là chết. Mà anh không chấp nhận là anh khổ. Mà anh chấp nhận nó là anh niết bàn. Niết bàn là gì? Là tự tại, là thảnh thơi, là an lạc, là thoải mái thôi. Đấy không? Già nó cũng có cái lợi của già là được hưởng tiền già. Trẻ nó cũng có cái lợi của nó là nó đi làm, nó có tiền, nó thoải mái. Không? Còn già nó cũng có cái sồn mới sợ à. Bởi vì cái sồn là đi làm thì không ai mướn, mà tiền già thì chẳng được. Nguy hiểm. Còn nếu mà già rồi thì cứ vui vẻ mà già mà già. Mà ở đây quý vị thấy không, chế độ người già rất cao. Chế độ người già rất cao. Bây giờ già bệnh mà không vô trong nhà già, mình ở nhà mình coi. Chính phủ cho y tá tới chăm sóc mình một tuần ít nhất 3 lần, giặt giũ, tắm rửa, thuốc men, nói chung là chăm sóc mình. Chính phủ gửi y tá tới. Mà có những quốc gia có được như vậy không? Không có. Và chúng ta được cái phước báo là tuổi già có cái ưu đãi của người già. Rồi lâu lâu chính phủ còn cho mỗi người 800 đô mua cái ghế massage. 800 đô một người nha, mua cái ghế để massage. Nếu ai muốn mua cái ghế ngon lành hơn tự bỏ tiền thêm, nhưng mà chính phủ căn bản mỗi người 800. Quý vị thấy không? Mà trong khi đó có những đất nước nghèo đói thì người già lang thang đói rách. Còn chúng ta ở đây già được ưu đãi. Những cái tiệm, những cái chợ á, mỗi một tuần có một ngày nó kêu là Senior Day, 5% off. Pháp Hòa chưa già nhưng mà đi rà trước. Để chuẩn bị chứ. Để ý coi chỗ nào Senior Day 5% off. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng như vậy là để chúng ta thấy thế nào là ngọn đèn soi rọi. Cho nên khi chúng ta cúng đèn, không phải Phật cần chúng ta dâng đèn đó, nhưng mà dâng cái đèn đó để chúng ta tự nhắc nhở mình. Chính bản thân mình là một ngọn đèn để soi rọi cho cuộc đời tâm tối của mình. Nếu chúng ta biết sống thì ngọn đèn chúng ta mãi mãi tiếp tục duy trì cho đến khi chúng ta không còn hiện hữu. Bởi vì chúng ta chấp nhận. Nếu không có sự thay đổi làm sao mình được như ngày hôm nay? Nếu cuộc đời này nó không bất biến thì mình nghèo vẫn là nghèo, không bao giờ có ngày mình vươn lên được. Nhưng mà thường thường mình chỉ chấp nhận con chiều à. Mình chấp nhận cái chiều là cuộc đời mình đổi mới vân vân, mà những cái chiều tiêu cực mình không chấp nhận. Đó là mình không chấp nhận sự thật. Vì có ngọn đèn đó thì cho chúng ta thấy được cái ánh sáng. Và cái thứ hai là gì? Tự chúng ta phải nhắc nhở mình phải là một ngọn đèn để tiếp nối. Cho nên thưa đại chúng, thí dụ như ở nhà mình á, mình lập cái bàn thờ, đừng nghĩ đó là mê tín. Cái bàn thờ đó là ngọn đèn truyền cho con mình. Mai mốt mình có ra đi, con mình biết đây là bàn thờ ông bà tổ tiên, vẫn nhớ, vẫn cúng. Mỗi năm chúng ta làm một cái lễ dỗ chung, ông bà tổ tiên, cha mẹ nội ngoại dỗ chung mỗi năm một ngày, để nhắc nhở con cháu không quên cội nguồn. Chứ ở đây lo đi làm dễ quên lắm. Thậm chí làm quá quên ăn mà, phải không? Thậm chí làm quá quên á, quên ba mình bây giờ già, quên mẹ mình bây giờ già. Quên tại vì mình lo làm, mình lo kiếm sống. Vì vậy thì cái sự nhắc nhở cúng hàng năm, hay là cái lễ lọc Phật đản, Vu Lan rồi đó, mình nhắc nhở cả nhà cùng đi chùa lễ Phật. Đạo Phật không có một cái ép buộc tín đồ phải đi lễ mỗi tuần, nhưng không có nghĩa là chúng ta quên bổn phận. Vì không nhắc là để cho chúng ta có được một cái sự tự tại, chúng ta chọn lựa cái thời gian thứ ít ứng hợp để chúng ta đi chùa tu tập. Nhưng chúng ta không quên, bởi vì nếu chúng ta quên là chúng ta mất. Chúng ta quên, bây giờ quý vị biết đó, tụng kinh mà học xong rồi không tụng có quên. Ngày hôm qua chú Bảo Giác, chú nói hồi xưa là chú professional làm pizza lắm. Pháp Hòa hỏi giờ còn nhớ không? Nó quên. Giờ mà vô làm thì chắc cũng được mà chậm chạp. Bởi vì cái gì cũng phải do mình ôn luyện. Thử bây giờ quý vị thuộc kinh mà quý vị không tụng, tụng vô nó vấp. Nam Mô A Di Đa Bà Dạ mà dạ hoài nó không biết lúc nào ra. Bà dạ mà không có ông dạ. Thì bây giờ ngọn đèn đó khi chúng ta dâng lên là chúng ta nhắc chúng ta phải là một ngọn đèn tiếp nối từ tổ tiên, và chúng ta phải có bổn phận truyền xuống cho đời sau. Chính vì ý thức như vậy cho nên chúng ta không bao giờ bỏ những cái ngày tu tập hay tổ chức để tiếp tục cho con cháu. Cho nên Pháp Hòa thấy ở đây nhiều Phật tử đi chùa, con gái đi, rể đi, cháu đi, đẹp lắm. Cái duy cứ tiếp tục nhắc nhở, mình không ép nhưng mà nhắc nhở. À, con đi không được bữa nay, con đi bữa khác. Nhưng ngày hôm qua có hai em hồi nhỏ nó lên đây nó đi chùa nó quy y. Bây giờ nó vô nó khoe, nói tháng 8 con đám cưới. Pháp Hòa nói à, tháng 8 thầy về vào cái dịp lễ Vu Lan, hai đứa lên lại Phật, thầy cho lại Phật, thầy chứng minh nhắc nhở vài điều. Thật sự ra nó không có là lễ đám cưới, nhưng mà nó có lên chùa nó lễ Phật để mình nhắc nhở, cái hình ảnh đó nó nhớ. Ngày đó mình được thầy chứng minh nhắc nhở mình thì cũng duy trì được cái đời sống hạnh phúc. Thì nói tóm lại, bây giờ chúng ta muốn thắp một ngọn đèn. Đèn này đèn vật chất. Có một ngọn đèn, đó là đèn gì? Đèn tâm. Mà đèn tâm mà sáng á, là soi hoài không dứt. Bởi vì cái gì mà vô tướng, cái đó bất tận. Còn cái gì hữu tướng, có ngày nó diệt. Bởi vì có tướng là có diệt. Còn vô tướng thì bất diệt. Bởi vì nó bất sanh. Mà bất sanh thì bất diệt. Giống như Hải Đức. Đức là gì? Đức không phải lấy tiền mà mua. Không phải ai ban ai phát được. Mà phải tự thân tu tập để ra cái đức. Mà càng tu, cái đức càng lớn, cho nên gọi là hải đức. Cho nên cái câu đối rất hay, hải đức hàm thiên không. Cái đức mà bị như biển này á, nó bao hàm cả bầu trời này. Hải đức hàm thiên không. Y chánh hữu vô, tổng giai như thị. Phật tử thuộc câu đối chùa Hải Đức không? Đi hoài mà đã đọc thôi chứ không thuộc. Hải đức hàm thiên không. Y chánh, tức là y báo chánh báo, có không tổng gia như thị, nó đều như vậy. Bởi vì đức có thì tự, nhân mà có thì quả nó sẽ có mặt. Đừng có lo cái chuyện đó. Tổng gia như thị. Cho nên á, mình lấy, thí dụ bây giờ muốn cái bánh, lấy tiền mua. Muốn cái bàn, lấy tiền mua. Mà muốn có đức, tiền mua không được. Muốn có đức là phải do mình tự tu thì cái đức mới có được. Vậy thì ngọn đèn này nó soi sáng từ trong lòng. Nhà Phật á, lấy vật chất làm biểu tượng, nhưng mà vật chất này chính từ tâm mà ra. Hương mình thắp là hương lòng. Từ cái hương lòng có, cho nên lòng nó biểu hiện qua cây hương. Cũng giống như á, mình đi tới nhà bạn, mình tặng một món quà, mình nói làm sao? Anh chị nhận chút lòng của tôi. Tôi biết cái vật chất này nó không nghĩa lý gì với cái tình cảm của mình, nhưng mà tôi lấy cái vật chất để biểu lộ tấm lòng. Lòng tôi có cho nên tôi mới nghĩ tới cái món quà tặng anh chị. Như vậy thì nhà Phật luôn luôn nói rằng tu tâm. Mà muốn tu cái tâm để tâm nó tốt, biểu ra cái tướng tốt, thì cái tâm nó phải luyện chứ không thể nói khơi được. Có nhiều vị nói tôi không cần đi chùa ăn chay gì hết, tôi chỉ cần tu tâm thôi. Tâm không luyện, không chùi, không mài, không rửa thì tâm nó làm sao nó sáng được. Cho nên tâm sáng nó biểu lộ ra cái hành động sáng, lời nói sáng. Cho nên đèn lòng mà sáng thì biểu lộ ra cái tướng, cái trí nó sáng. Bây giờ muốn thắp đèn tâm, lấy cái gì làm chuẩn? Thứ nhất, lấy lòng tin làm tim đèn, lấy từ bi làm dầu, lấy tâm niệm làm cái bình đựng dầu, lấy công đức làm ánh sáng. Lòng tin, từ bi, tâm niệm, ba cái nó kết hợp, ánh sáng công đức nó tỏa. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra cái đèn đó là đèn Phật tử chúng ta cần có. Nhớ mấy thấy, bây giờ mình nhìn vô cái đèn mình thấy đó, phải không? Bây giờ nếu mình nói ống khói là gì? Là sự bảo hộ. Mình tu mà không có bảo hộ tu không được. Bảo hộ là gì? Là giới đó. Giới nó bảo hộ mình. Đèn có mà không có giới, đèn tắt. Giàu có mà không có tu tập, không biết giữ, mai mốt nghèo. Bởi vì mình ăn xài quá cái tiền của mình có. Cho nên á, bây giờ mình nhìn cái đèn, tim đèn là lòng tin, dầu của đèn là lòng từ bi, cái bình đựng đèn mà kêu là trong đèn á là gì? Là tâm niệm. Ống khói là giới, ánh sáng là công đức. Đèn đó mà thắp lên bất tận, gọi là vô tận đăng. Và con cái của mình cũng hưởng ngọn đèn đó. Cho nên hồi xưa á, cái chuyện này có thật. Có một cái thời đó, có một ông ban ngày mà ông cầm cái đuốc ông đi, thì người ta mới nói cái ông này chắc ông không bình thường. Ban ngày mà cầm đèn, thì người ta tới người ta nói ông, ban ngày sáng rực rồi cần chi đèn. Quý vị biết ông nói làm sao không? Ban ngày dù sáng rực, nhưng mà con người vẫn tối tăm. Có nhiều khi mình sống giữa cái cảnh ban ngày nhưng mà tâm mình tối. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ có nhiều người ta sống trong cảnh sung túc, nhưng mà cuộc đời người ta rối bời. Mình ở ngoài mình nhìn mình thấy nhà cửa người ta cao sang đẹp, mà thật sự bên trong gia đình nhiều rối rắm. Và cái gì mới có thể giải quyết được? Chỉ có ngọn đèn của Phật Pháp. Xin thưa, ngọn đèn rõ hơn là ngọn đèn của đạo lý. Sống mà mình có thứ lớp ngăn nắp trật tự trên dưới trong ngoài thì làm sao không xảy ra mấy cái chuyện đó. Cho nên nếu ai có rối rắm thì hãy ngồi xuống trở lại coi tại sao cái đèn mình nó như vậy. Cho nên nhà nào cũng có ngọn đèn. Mà thời này thì không còn ngọn đèn leo lét nữa, mà toàn là đèn điện không. Mà điện nó cũng có cái của nó. Thí dụ như mình nói hiện đại, nhưng mà có lúc nó cũng hại điện. Có lúc nó cũng hại điện. Đó. Cho nên á, ở đời chỉ có đèn tâm đó mình thắp bằng lòng từ, niềm tin, giới pháp, tâm niệm, thì cái ngọn đèn công đức mới sáng soi. Thời hôm nay nhân ngày lễ Phật Đản, nhân dịp thấy đèn hoa rực rỡ ở vườn Lâm Tỳ Ni của Phật, thì Pháp Hòa trích một cái công đức nói về đèn cúng để cho tất cả Phật tử, những người con Phật chúng ta hiểu rằng khi chúng ta cúng đèn là biểu tượng cho cái gì. Thì xin tóm tắt, cúng đèn là tượng trưng cho trí tuệ, nhẫn nhục. Đèn đó là đèn lòng. Muốn thắp ngọn đèn lòng đó, chúng ta cần có mấy thứ. Tim đèn là lòng tin, dầu đèn là lòng từ, trong đèn tức là bình dầu là tâm niệm, ống khói là giới pháp, và tỏa ra ánh sáng của công đức. Được như vậy thì chúng ta dâng ngọn đèn đó bất tận, lúc nào cúng đèn cũng có hết. Pháp Hòa từng đi những cái nơi mà người ta làm lễ không có chùa, phải mướn ho. Mà có những cái ho người ta không cho thắp đèn, không cho thắp nhang. Như tuần rồi Pháp Hòa đi làm lễ Phật đản ở Minnesota, mướn cái hội trường đó người ta không cho thắp đèn, thắp nhang. Sư cô trụ trì sợ quá, bởi vì lễ thường là phải có đèn nhang mà giờ không cho, không biết được không. Cô gọi qua cô hỏi Pháp Hòa, cô nói thầy ơi giờ vậy được không thầy? Cô nói đâu có sao. Không cho mình thắp đèn vật chất, nhang vật chất, mình thắp tâm hương, tâm đăng, có sao đâu. Cho nên bưng cây nhang cắm vô đó mà không có. Có một lần Pháp Hòa đi chứng cái lễ cưới, mà bây giờ mấy đứa nhỏ nhà mình bây giờ nó làm đặc biệt lắm, làm ngoài biển không à. Nó không có làm ở nhà, đi hỏi, đi cưới, bưng mâm, bưng quả gì nữa hết. Nó đơn giản, nó ra biển nó làm. Rồi nó mời mình đi ra biển làm cho nó luôn. Mà bây giờ nếu mình từ chối nó là mình mất cơ hội độ nó. Cũng phải đi. Ra gió quá, thấp hoài, thấp không được. Nói không sao con, cắm cây nhang vô đó được rồi. Để cái đèn lên cho có thôi. Mà tội nghiệp, tụi nó có lòng. Bưng tượng Phật theo nè, thấy không? Rồi bưng nhang, bưng đèn, làm một cái bàn thờ đơn giản ở tại bãi biển. Bây giờ là Phật Pháp rất romantic. Có sao đâu. Đó. Quan trọng là mình làm sao cái ngọn đèn đó nó được ứng hiện mọi nơi, mọi lúc mà đúng cái căn cơ. Chiều nay mình học cái đó tiếp. Đó. Thì thưa đại chúng là ý nghĩa dân hương Pháp Hòa có nói một lần rồi. Hôm nay mình nói ý nghĩa dân đèn, cúng đèn. Thì đại mong tất cả chúng ta, mỗi người là một ngọn đèn, thắp sáng tự tâm của mình và đem ngọn đèn tự tâm đó tiếp nối cho con cháu chúng ta không bao giờ cùng tận. Được như thế, tự thân chúng ta có đèn Phật Pháp, chúng ta truyền cho con cháu là gì? Truyền đăng. Và con cháu chúng ta không dứt gọi là tục diệm. Truyền đăng tục diệm. Và mỗi người chúng ta thắp lên ngọn đèn này không bao giờ hết, gọi là vô tận đăng. Xin chúc đại chúng ai ai cũng là một ngọn đèn sáng suốt. Và trước khi chấm dứt, chúng ta nghe 4 câu thơ để chúng ta hiểu được. Một điểm đèn tâm sáng tự nhiên, hà sa rạng chiếu khắp vô biên. Ngàn sông có nước, ngàn trăng hiện, muôn dặm không mây, muôn dặm thiên. Hai câu cuối rất hay. Ngàn sông có nước, ngàn trăng hiện, muôn dặm không thiên, muôn dặm không mây, muôn dặm thiên. Cái câu này nó ý nó như thế này. Mặt trăng ở trên có một, nhưng nếu ở dưới này có ngàn dòng sông có nước, thì ở dưới này sẽ hiện cái gì? Ngàn ánh trăng. Cũng như thế, chân tâm của ta, nếu chúng ta sáng suốt được cái chân tâm đó, bất cứ hoàn cảnh nào, nơi nào, chúng ta cũng sống phản chiếu được cái ánh sáng đó. Ngàn sông có nước, ngàn trăng hiện, muôn dặm không mây. Trời thì có một mặt trời, nhưng nếu không có mây che thì ở đâu cũng thấy được ánh sáng mặt trời. Muôn dặm không mây, muôn dặm thiên. Hai câu này trích từ một câu tiếng Hán. Thiên giang hữu thủy, thiên giang nguyệt, vạn lý vô vân, vạn lý thiên. Chúc đại chúng có một mùa Phật đản an vui. Chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khâm tân cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.